gia định ngũ hổ tướng. Nguyễn Văn Chương, chính ông là người đã đánh bại thủy quân Tây Sơn trên biển ở trận Trấn Ninh, qua đó gián tiếp khiến Quang Toản bỏ chạy và để lại Bùi Thị Xuân thất bại tức tưởi trong vinh quang cuối cùng của triều Tây Sơn. Trương Tấn Bửu, ông đi theo Nguyễn Ánh từ trận rạch Gầm Xoài Mút, công lao lớn nhất của Trương Tấn Bửu chính là đánh dẹp giặc tàu Ô trên biển để giữ vững cơ nghiệp nhà Nguyễn. Tả quân Lê Văn Duyệt tuy sinh là người Giám, nhưng ông lại có một bản lĩnh và tài cầm quân thiên phú. Ông được xem người có công lớn nhất trong trận thủy chiến Đầm Thị Nại. Dưới triều Nguyễn, ông nhiều lần đi dẹp loạn giữ yên ổn cho đất nước. Sau cùng, ông là tổng trấn Gia Định và kiến thiết nên một Gia Định phồn hoa. Nguyễn Huỳnh Đức, hổ tướng trung nghĩa, ông bại trận trước vua Quang Trung và bị bắt về, quyết chiêu hàng cho bằng được. Ông chịu theo, nhưng có lời giao kết là ông chỉ đánh quân trị không đánh quân chúa Nguyễn. Sau khi bắc phạt, ông lập mưu trốn thoát, chạy đường rừng qua tận Xiêm La, quyết về với Nguyễn Ánh. Hổ tướng Nguyễn Văn Nhơn, trong những lần mà Nguyễn Ánh đội mồ sống dậy thì Nguyễn Văn Nhơn là người cầm quân Gia Định đánh dẹp để lấy bàn đạp cho Nguyễn Ánh phản công ở mặt ngoài trận địa phía bắc với quân Tây Sơn.